Thế nhưng ở đây tôi chỉ mất có 3.000. 3.000 thôi, thật đấy. Chẳng cần biển hiệu tên quán hay chỉ ít là tên món ăn, thì những quán bánh mứt ở đây vẫn đông khách nườm nượp. Bánh được phục vụ ngay tại hiên nhà, với khách hàng chính là những người trong làng, trong xã. Và người dân Nhẫn Châu cũng chẳng có thói quen gọi là quán ăn này hay nhà hàng nọ, mà đơn giản chỉ là nhà o lĩnh, gì Nhật. Món này thứ nhất là nó dễ ăn, bánh nó nóng, dẻo. Rẻ mà lại ngon. Cô cũng đi nhiều rồi nhưng mà chưa có chỗ nào mà ăn rẻ như ở quê nhà cô. Vừa rẻ, vừa ngon, vừa vệ sinh. Có 500 đồng một cái ạ. Từ lâu lắm rồi cháu đã không thấy người ta. Thế là kiếm mò à? Dùng đến cái đơn vị tiền 500 đồng ăn rồi. Thế mà đây thì bạn có thể mua được cả. Thường là cả gia đình đi ăn uống 5 người thì cũng tầm hết 15-20 nghìn thôi. Buổi sáng này thì như anh thì ăn thì một đĩa, nhưng mà một đĩa nó lại 10 cái. Còn những người bình thường thì ăn một đĩa có 5-6 cái thôi. Bà ăn chỉ 4 cái có 2 nghìn. Thế có đủ no không ạ? No. Thường thì những người dân quê xứ Nghệ đi ăn sáng từ rất sớm, từ 6 giờ hoặc có khi còn sớm hơn. Và địa điểm mà mọi người hay đến nhất chính là những lò làm bánh mướt. Chỉ trong một xóm thôi đã có hàng chục lò bánh. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng thích món bánh bình dị này. Người già, phụ nữ chỉ ăn hết 2.000, 3.000. Đàn ông ăn khỏe thì 10 chiếc, 5.000. Sang lắm thì thêm chiếc giò, cũng chưa hết chục ngàn đồng. Không có thì ăn ít, có thì ăn nhiều. Ăn thì mát nhưng mà chấm mắm thì ngon. Bánh mứt nóng và được làm từ gạo nên ăn dễ no hơn các loại bánh khác. Và nếu ai muốn ăn thêm rau thơm thì cứ tự nhiên ra vườn hái. Nếu như em không đi học thì ngày nào em cũng đến đây ăn buổi sáng, không bao giờ thấy chán cả, bởi vì biết làm từ bột gạo quê mình mà. Đơn giản là một món ăn làm từ gạo, nhưng người làm bánh với 20 năm kinh nghiệm thì cũng có nhiều ngón nghề để bánh mứt dẻo thơm hơn. Không chỉ thì có chọn gạo, trước khi tráng là cũng phải bỏ muối này, cái muối trắng nhiều người không bỏ nên bánh liệu. Nên phải có cái hộp muối trắng ngô, ngâm gạo thì phải 2-3 tiếng trở lên. Ngâm càng nhiều thì gạo núc thì xay nhỏ, nhỏ thì bánh dẻo. Ông không làm được cái chi dối trái, cái chi phải thật. Vì làm thật thì bánh ngon, vì bây giờ bỏ hóa chất vô hay bỏ cái chi vô là bánh khác liền. Khá giống bánh cuốn ở miền Bắc, nhưng không có nhân thịt. Mà bánh mướt Nghệ An chỉ có chút mỡ và hành khô phi thơm dưới lên trên. Sở dĩ bánh được cuốn tròn to như thế này là do đặc điểm lao động ở vùng quê. Phải vậy mới chắc dạ để ra đồng làm việc đến trưa. Không chỉ là một nét văn hóa ẩm thực, món ăn dân dã này còn là một phần trong đời sống của dân quê nơi đây. Người đến ăn, người mua bánh về đều gặp nhau, nói chuyện ở mảnh sân con. Và tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn kết. Đến đây vừa là để ăn nhưng vừa là để chuyện trò. Nhiều khi những cái tin ở trong xã, trong làng thì là người ta đem đến buổi sáng. Thành ra là người ta hào hứng đến. Ở quê thì người đông, người nói chuyện đi, nói chuyện tên vui. Không đến là cảm thấy là có gì đó nó thiếu thiếu. Với bạn, 3.000 đồng có ý nghĩa như thế nào? Còn với những người dân ở Diễn Châu, 3.000 đồng không chỉ mang lại cho họ một bữa sáng no nê, mà còn mang lại cho họ niềm vui để bắt đầu một ngày mới.